vinh hiển, vinh hiển và quyền năng. Hallelujah. Chúng tôi muốn nói chuyện với lại những quý khán giả khắp nơi trên thế giới. Ý của tôi rằng là những ai đang ở dưới sự ảnh hưởng của giọng nói của chúng tôi, chúng tôi biết sự khao khát và quyết tâm của quý vị. Chúa Giêsu yêu thương quý vị. Chúng tôi xin chào đón thời gian quý vị dành cho chúng tôi. Chúng ta là Cơ Đốc nhân, thời gian của chúng ta là đức tin của chúng ta. Thời gian của tôi là đức tin của tôi. Đức tin của tôi là thời gian của tôi. Hỡi quý khán giả, với Chúa, tất cả mọi điều đều là có thể. Chúng ta biết rằng là có rất là nhiều quý khán giả đang nằm ở trên giường bệnh. Họ đang ở cùng với chúng ta từ buổi sáng sớm, trong khi mà họ nằm ở trên giường bệnh của họ. Tôi muốn nói với quý vị rằng là đây là thời điểm để chúng ta nhận lãnh. Khoảng cách không phải là một rào cản. Dù là bệnh tình như thế nào, hoặc là hoàn cảnh của quý vị đang đối diện là như thế nào, dù là tên của chúng là gì, không có một bệnh tật nào mà Chúa Giêsu không thể chữa lành. Không có một gánh nặng nào mà Chúa Giêsu không thể mang lấy. Và không có một nan đề nào mà Chúa Giêsu không thể giải quyết cho chúng ta. Ngay bây giờ, quý vị ở cùng với tôi và tôi ở cùng với quý vị. Đây là một thắc mắc của tấm lòng. Đây là một thắc mắc của tấm lòng. Từ tấm lòng cho đến tấm lòng. Hãy nói với người bên cạnh rằng là từ tấm lòng cho đến tấm lòng. Bởi vì đức tin là một vấn đề của tấm lòng con người. Lời amen của quý vị có thể không đến từ tấm lòng quý vị. Sự chú ý của quý vị có thể không đến từ tấm lòng quý vị. Nhưng mà tôi nói cho quý vị, đây là một thắc mắc của tấm lòng. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ, hỡi quý khán giả, dù là phương tiện gì mà Satan có thể đã từng sử dụng để giam giữ quý vị. Có rất là nhiều phương tiện khác nhau mà Satan có thể sử dụng để giam giữ một người. Đau đớn, thối lui, áp lực, sự khước từ, dù là phương tiện nào mà Satan nó đã có thể sử dụng để giam giữ quý vị. Tôi giải phóng quý vị trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy được giải phóng trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy lắng nghe điều này. Với Chúa, mọi điều đều có thể. Dù là phương tiện gì, Satan đã từng sử dụng để giam giữ quý vị. Quý vị đã được giải phóng trong danh Đức Chúa Giêsu. Nó có thể là sự đau đớn. Quý vị đã được giải phóng trong danh Đức Chúa Giêsu. Quý vị đã được giải cứu trong danh Đức Chúa Giêsu. Quý vị đã được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người cũng đang ở trong sự giam giữ. Quý vị sẽ thấy họ đi lại, nhưng mà họ đang ở trong một sự giam giữ. Nó không phải là chỉ là dành cho những người đang ở trong tù mới là bị giam giữ. Cái sự giam giữ nghiêm trọng nhất dành cho một người đó là họ vẫn có thể đi lại được, nhưng mà họ vẫn đang ở trong tù ngục. Dù là tù ngục nào, dù là phương tiện nào mà Satan đã từng sử dụng để giam giữ quý vị, hãy được giải thoát trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy bắt đầu giải thoát chính mình trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Hãy bắt đầu giải thoát chính mình. Tôi giải thoát chính tôi trong danh Đức Chúa Giêsu. Tôi giải thoát chính tôi trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Tôi giải thoát chính tôi. Tôi giải thoát chính tôi trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. Tôi đã được giải thoát. Hãy bắt đầu giải thoát chính mình. Tù ngục của sự đau đớn, tù ngục của sự thối lui, tù ngục của sự giới hạn, tù ngục của sự thất vọng, tù ngục của sự thất vọng, tù ngục của sự buồn bực, tù ngục của sự khước từ, tù ngục của sự đau đớn, tù ngục của sự đau đớn, tù ngục của sự đau đớn, tù ngục của sự khước từ, tù ngục của sự thù hận, tù ngục của sự thối lui, tù ngục của sự thất vọng. Hãy bắt đầu giải thoát chính mình. Hãy giải thoát chính quý vị trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngài quan tâm đến quý vị. Đây là thời điểm hãy được tự do. Hãy được tự do. Hãy được tự do. Hãy được tự do.
hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do, hãy được tự do. Quý vị đã được giải phóng. Huyết của Chúa Giêsu đã giải thoát tôi được tự do khỏi những tội lỗi và buồn rầu. Huyết của Chúa Giêsu đã giải cứu tôi được tự do. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, mỗi một cơ phận đã bị phá hủy, hãy bắt đầu hoạt động trở lại trong danh Đức Chúa Giêsu. Mỗi một bộ phận cơ thể đã bị phá hủy, nó có thể là thận của quý vị, nó có thể là gan của quý vị, nó có thể là cơ gân của quý vị, ở trong máu huyết của quý vị, ở trong xương của quý vị, ở trong máu của quý vị. Hãy được hoạt động trở lại. Hãy bắt đầu hoạt động trở lại. Hãy bắt đầu hoạt động trở lại. Hãy bắt đầu hoạt động trở lại. Mỗi một bộ phận ở trong nội tạng của quý vị, mỗi một bộ phận ở trong nội tạng của quý vị, nó có thể là gan của quý vị, nó có thể là thận của quý vị, nó có thể là thận của quý vị, mỗi một bộ phận, nó có thể là gan của quý vị, nó có thể là thận của quý vị, mỗi một bộ phận, hãy được hoạt động trở lại. Hãy bắt đầu hoạt động trở lại. Hãy bắt đầu hoạt động trở lại. Hãy bắt đầu hoạt động trở lại. Bắt đầu hoạt động trở lại. Có quyền năng. Có quyền năng. Có quyền năng ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu. Có sự giải cứu. Có sự giải cứu. Có sự giải cứu trong dòng huyết. Có sự chữa lành. Có sự chữa lành. Có sự chữa lành trong dòng huyết. Có sự thịnh vượng. Có sự thịnh vượng. Có sự thịnh vượng trong dòng huyết. Có sự tự do. Có sự tự do. Có sự tự do trong dòng huyết. Hãy bắt đầu nhận lãnh trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy bắt đầu nhận lãnh sự tự do của quý vị trong danh Đức Chúa Giêsu. Tôi truyền lệnh cho sự chữa lành đến cho quý vị. Tôi truyền lệnh cho sự giải cứu đến trên quý vị. Tôi truyền lệnh cho sự giải cứu đến trên quý vị. Hãy nhận lãnh. 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 Ngay bây giờ hãy bắt đầu thay đổi lời nói quý vị và suy nghĩ quý vị. Tôi đã được chữa lành rồi. Tôi đã được chữa lành rồi. Tôi đã được giải cứu rồi. Tôi đã được giải cứu rồi. Tôi đã được ban phước. Tôi đã được tự do. Hãy bắt đầu xưng nhận sự tự do quý vị ngay bây giờ. Hãy xưng nhận sự tự do quý vị. Hãy xưng nhận sự tự do quý vị. Hãy được đột phá. Hãy được đột phá. Hãy lắng nghe. Ở trong tấm lòng quý vị, tôi có thể lắng nghe thấy sự đột phá. Ở trong nghề nghiệp kinh doanh quý vị, hãy được đột phá. Ở trong nghề nghiệp quý vị, hãy được đột phá. Ở trong sức khỏe quý vị, phải được đột phá. Ở trong đời sống quý vị, phải có sự đột phá. Ở trong thiên mệnh quý vị, phải có sự đột phá. Hãy được đột phá trong danh của Đức Chúa Giêsu. Tôi rất nôn nóng để được nghe lời lầm chứng của quý vị. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies
deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.